Hello anh em, chào mừng nhau đã quay trở lại với dòng mới. Ok, hôm nay em xin được review anh em xem một loại cây là cây lá đỏ anh em ạ. Anh em thấy cây lá chưa? Đỏ chết tuyệt vời luôn này anh em ạ. Anh em thấy cây của nó này. Cây rất là đỏ luôn. Cây này nó có màu đỏ của màu mận chín anh em nhé. Mật chín đỏ giống như màu mật chín luôn, không phải là đỏ đỏ chét, đỏ như quả ớt đâu, đỏ mật chín rất đẹp. Hoài nhá, cây lá này có thể làm thuốc nha anh em. Thuốc gì thì mình cũng thật sự mình không có biết. Xin chào tất cả mọi người. Nghĩ là chắc là không có một cái gì đó. Mình không biết thuốc gì. Bắt tay. Mình ngồi ở chỗ này thật sự nó hơi gọi là nắng, nhưng mà nó không nắng đến mình nhé, bởi vì mình có những cái cây lá đỏ này che cho những này. Em thấy cây lá đỏ đẹp không? Đẹp vãi trường. Cái này nhập chim. Thấy một con chim ở gần mình, tự nhiên là con ong bay vào mình, mình rất sợ ong đứt, đuổi ong nó đi, bay lắm, ong ăn không sợ mình, đuổi ong nó đi. Em có thể chiêm ngưỡng cái cây lá đỏ của mình thoải mái nha nhé. Mình sẽ ném cái con ong này nha. Rồi đang tầm hơn 10 giờ, 10 rưỡi, khá là gọi là muộn. Thì có lẽ là mình sẽ phải chào tạm biệt anh em thôi. Chúc anh em một ngày vui vẻ bên gia đình, bên thân nhá. Bye bye anh em, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nhá. Bye.